là nước mưa được trong một góc. Nỗi sợ hãi sẽ tăng lên từng cơn và tôi biết chắc chắn mình sẽ bật khóc. Có thể ước muốn mà bên lâu nay ta hằng mong sẽ biến thành mây có những cái cho đình thay dự tuyệt vọng nên đi nằm trước mắt tất cả không như bạn từng trông. Còn nhân loại thì đang cầu chắc chỉ mong mọi thứ được trở lại như được quá mộng màng không ai thay thế được quy lệ được đi qua săn bắn ngay nên vô những môi trường khi đã đến lúc một chuyện kết thúc thì hỏi tại sao các bức tranh tuyệt đẹp của những con phố đi màu dài lay lắc sẽ thay vào đó là nản bỡ tắt ánh mây đen mờ đầy ám sát. Thì tôi đi nhắm mắt lại bạn sẽ thấy mình được thoải mái hơn mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đêm nay không còn nhớ bước qua từng cơn. Mình sẽ thấy mình được thoải mái hơn. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đêm nay không cần đéo bước qua từng cơn. Nếu ngày mai chẳng không cần xe chỉ còn bóng tối với con đây. Anh hãy yên tâm và chấp nhận nó bởi biết quý trọng ta từng giây. Cảm ơn tạo hóa để cho tôi nếu mừng bởi cuộc sống qua từng ngày. Nếu thực sự có ngày tạm thời bước qua cuộc sống. Và nếu ngày mai chẳng không cần xe chỉ còn bóng tối với con đây. Anh hãy yên tâm và chấp nhận nó bởi biết quý trọng ta từng giây. Cảm ơn tạo hóa để cho tôi nếu mừng bởi cuộc sống qua từng ngày. Nếu thực sự có ngày tạm thời bước qua sau một ngày dòng số phận. Cảm ơn Chúa trời đã ban cho tôi một mái ấm gia đình và hạnh phúc mà tôi đã từng có. Ngay lúc này tôi không còn sợ hãi đủ can đảm để đối mặt và chống trả với chúng ta để cố gắng với sức mạnh. Xin sự sống với tâm và cơ bản. Đứng dậy đây đừng nên một khóc. Hãy mỉm cười cho những gì đã mất. Lúc này đây anh cũng như ai thôi. Tất cả mọi người sẽ xuống dưới lòng đất. Tôi cảm nhận được những cơn sóng trên về từ biển ngày càng mạnh. Tôi cảm nhận được hơi nóng của núi lửa đang bắt đầu lên.